Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những diễn biến đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Nga tuyên bố loại hơn 6.650 binh sĩ Ukraine ở Donetsk trong một tuần. Tổng thống Zelensky tuyên bố kế hoạch phản công năm 2024. Ukraine tuyên bố sẵn sàng chiến đấu với Triều Tiên, Trung Quốc và Iran. Quân đội Mỹ bắn hạ khinh khí cầu lạ trôi giặt trên bầu trời. Tổng kết đến ngày 23 tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Nga trong tuần qua đã giải phóng khu đô thị Pobeda và giành quyền kiểm soát được nhiều vị trí thuận lợi hơn ở tỉnh Donetsk, đồng thời đẩy lùi nhiều cuộc phản công của Ukraine tại mặt trận này. Tính riêng Donetsk, phía Nga tuyên bố đã loại hơn 6.650 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến, trong đó nhiều nhất là ở Avdiivka với hơn 2.900 binh sĩ. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine thiệt hại hơn 460 binh sĩ, 5 xe tăng và 14 khẩu pháo dã chiến ở tỉnh Kherson trong tuần qua. Thông tin về diễn biến đang xảy ra tại Donetsk, chỉ huy cấp cao của Ukraine tại khu vực này, Oleksandr Tarnavsky cho biết, người Nga đang tập trung hoạt động chính vào khu vực Donetsk. Trước đó, trả lời phỏng vấn của Stats ngày 20 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, trong vòng 2 ngày, diện tích lãnh thổ mà Nga kiểm soát ở Avdiivka, miền đông Ukraine, đã tăng gấp đôi lên 72 km, mặc dù trước đó Moscow mất nhiều tháng để kiểm soát hơn 30 km2. Giữa bối cảnh xung đột Nga-Ukraine cán mốc 2 năm, Tổng thống Ukraine Zelensky vừa tuyên bố chiến lược phản công mới trong năm 2024. Trả lời phỏng vấn của Fox News, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng, Ukraine không chỉ dự định tiếp tục phòng thủ vào năm 2024 mà còn chuẩn bị cho cuộc phản công mới. Nói về mục tiêu của Ukraine trong năm nay, ông Zelensky lưu ý rằng trong cuộc xung đột với quốc gia lớn như Nga, ngay cả việc phòng thủ cũng là thách thức lớn. Phòng thủ là nhiệm vụ số 1, sau đó là tiếp tục câu chuyện thành công ở Biển Đen và chúng tôi sẽ làm được điều đó. Ông Zelensky nói, phía Nam rất quan trọng, bảo vệ phía Đông, nơi đối phương có hơn 200.000 binh sĩ cũng rất quan trọng. Và tất nhiên, chúng tôi sẽ chuẩn bị cuộc phản công mới, một chiến dịch mới. Tôi không nói rằng chúng tôi sẽ đứng yên, nó phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Tổng thống Ukraine khẳng định Ukraine đang cần các hệ thống Patriot của Mỹ để bảo vệ bầu trời, cũng như tên lửa tầm xa có tầm bắn 300 km. Tổng thống Ukraine cho rằng tình hình chiến trường hiện nay không công bằng, nghĩa là lực lượng không ngang sức. Liên quan đến cuộc chiến với Ukraine, Nga khẳng định quan điểm của mình sau 2 năm chiến sự. Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho biết, tôi muốn nhấn mạnh rằng vẫn có thể bảo tồn Ukraine dưới một hình thức nhất định, nhưng với điều kiện đó phải là một Ukraine hòa bình, trung lập, không phân biệt đối xử và bài Nga, không gây mối đe dọa cho Nga. Ông nói thêm, mục tiêu chiến dịch quân sự của chúng tôi chính xác là đạt được những mục tiêu đó. Bất cứ cuộc xung đột nào sớm muộn cũng sẽ chấm dứt. Chúng tôi tin xung đột Ukraine cũng vậy. Chắc chắn phương Tây càng kéo dài việc viện trợ cho Ukraine, các điều kiện hòa bình càng ít có lợi cho Ukraine. Rõ ràng là những nước lớn hoàn toàn không muốn đóng vai trò thứ yếu trong đó. Họ cũng hiểu rằng sẽ là vô nghĩa khi thảo luận bất cứ điều gì mà không có Nga. Ông Nebenzia lưu ý. Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ tháng 2 năm 2022 với tuyên bố nhằm phi quân sự hóa, phi phát xít hóa quốc gia láng giềng. Sau 2 năm, cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết rõ ràng, mặc dù Moscow đang chiếm ưu thế hơn trong bối cảnh Ukraine cạn kiệt nguồn lực quân sự giữa lúc nguồn viện trợ từ phương Tây chậm lại. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Mỹ Linda Thomas Greenfield cũng hối thúc Nga chấm dứt hoạt động quân sự ở Ukraine, rút quân khỏi các đường biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine. Moscow nhiều lần nêu rõ họ vẫn để ngỏ đàm phán hòa bình, nhưng nhấn mạnh Kiev cần chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea và 4 vùng mới sáp nhập năm 2022, gồm Kherson, Zaporizhia, Luhansk, Donetsk. Tất nhiên, Kiev tuyên bố không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Người Ukraine sẵn sàng cùng Mỹ chiến đấu với Iran, Trung Quốc hoặc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong tương lai. Đây là khẳng định của thành viên Quốc hội Ukraine Alexei Goncharenko, được liệt vào danh sách khủng bố và cực đoan ở Liên bang Nga, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông mới đây. Nghị sĩ Ukraine nói, nếu bất kỳ cuộc chiến nào nổ ra trong tương lai và Mỹ cần người, ai sẽ là chiến hào gần Tehran? Tôi không nghĩ nhiều quốc gia đã sẵn sàng cho việc này. Người Ukraine đã sẵn sàng kê vai sát cánh với Mỹ hoặc trong các chiến hào gần Tehran hoặc ở Triều Tiên hoặc gần Bắc Kinh. Điều đó không có gì khác biệt. Vì vậy, ông đã cố gắng tranh luận với Quốc hội Mỹ về sự cần thiết phải thông qua việc tiếp tục phân bổ hỗ trợ cho quân đội Ukraine mà chính trị gia này gọi là quân đội mạnh thứ hai trên thế giới sau quân đội Mỹ. Điều đáng chú ý là, rõ ràng nghị sĩ Ukraine rất ngây thơ, tin rằng sau khi hoàn thành chiến dịch đặc biệt của Nga, tư cách nhà nước Ukraine sẽ được bảo tồn và ở tình trạng hiện tại là thuộc địa của Mỹ trên thực tế.
Đồng thời, lực lượng vũ trang Ukraine có thể duy trì hiệu quả chiến đấu của mình, không chỉ trong những tháng tới mà còn sau vài năm chiến sự nữa. Trong một diễn biến khác, trong lời kêu gọi của ông Zelensky về sự chậm trễ trong viện trợ từ Mỹ và các nước phương Tây khác đang tạo cơ hội cho Nga đạt được những tiến bộ trên chiến trường, trong khi lực lượng Ukraine đang cạn kiệt đạn dược và vũ khí một cách nguy hiểm. Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đang ở Ukraine để cố gắng trấn an Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức khác rằng Quốc hội sẽ cung cấp một đợt viện trợ khác của Mỹ, ngay cả khi gói cung cấp 60 tỷ đô la Mỹ đang bị đình trệ tại Hạ viện. Trong một cuộc phỏng vấn trước chuyến đi, ông Schumer nói rằng ông dự định nói với các quan chức Ukraine rằng chúng ta sẽ thắng trong cuộc chiến này và Mỹ sẽ không bỏ rơi họ. Tôi cảm thấy mình phải có mặt ở đó vì nó rất quan trọng. Chúng ta đang ở ngay trong một cơn lốc, một bước ngoặt quan trọng của toàn phương Tây. Và nếu chúng ta từ bỏ Ukraine, hậu quả đối với Mỹ sẽ rất nghiêm trọng. Ông Schumer nói. Tổ chức nghiên cứu vũ khí xung đột CAR, một tổ chức có trụ sở tại Anh chuyên theo dõi nguồn gốc vũ khí được sử dụng trong các cuộc xung đột, đã kiểm tra các mảnh vỡ của một tên lửa đạn đạo Triều Tiên được Nga sử dụng để chống lại lực lượng Ukraine ở Kharkiv vào ngày 2 tháng 1 vừa qua. Trong báo cáo công bố vào tuần này, Tổ chức Nghiên cứu Vũ khí Xung đột, gọi tắt là CAR, cho biết 75% linh kiện được ghi nhận là có liên quan đến các công ty được thành lập tại Mỹ, 16% đến từ các công ty tại châu Âu và 11% đến từ các công ty tại châu Á. Báo cáo chỉ ra, mã ngày tháng trên các linh kiện cho thấy hơn 3/4 trong số chúng được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, và tên lửa không thể được lắp ráp trước tháng 3 năm ngoái. Những phát hiện của họ cho thấy việc kiểm soát hoạt động xuất khẩu linh kiện điện tử thương mại khó khăn như thế nào và các nước như Triều Tiên, Nga và Iran phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu như thế nào. Martin William, giám đốc dự án 38 North về Triều Tiên có trụ sở tại Washington cho biết, nhiều linh kiện do các công ty Mỹ sản xuất có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng hoặc từ các thị trường điện tử trên khắp thế giới. Ông William nói, việc Triều Tiên có thể có được những thứ này không có gì đáng ngạc nhiên cả và tôi không nghĩ có ai tưởng tượng được các biện pháp trừng phạt có thể ngăn chặn dòng chảy của các linh kiện phổ thông. Tuy nhiên, có nhiều linh kiện chuyên dụng hơn trong tên lửa và một vài trong số đó không thể tìm thấy trên Internet. Đó cũng là những thứ mà các lệnh trừng phạt muốn ngăn chặn. Ông William nói thêm, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết Washington đang sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, trừng phạt các hành động thực thi pháp luật để ngăn chặn Triều Tiên mua lại công nghệ cho các chương trình vũ khí của mình và ngăn chặn Nga mua những vũ khí như vậy. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khu vực tư nhân Mỹ, cũng như các quốc gia đồng minh và đối tác nước ngoài trong những nỗ lực này. Trong phỏng vấn trên truyền hình mới đây, Tổng thống Ukraine đã có tuyên bố sốc về con số thiệt hại trên chiến trường. Ông Zelensky không đề cập đến con số cụ thể, nhưng chia sẻ, chúng tôi biết khoảng hàng chục nghìn người đã thiệt mạng, hàng chục nghìn trẻ em đã phải rời bỏ quê hương đất nước. Chúng tôi biết điều này. Tỷ lệ thương vong trên chiến trường là 1/5. Một binh sĩ Ukraine thiệt mạng tương đương với 5 binh sĩ Nga thiệt mạng trong trận chiến. Trước đó, theo ước tính của Bộ Quốc phòng Anh, đến cuối năm 2023, Nga mất khoảng 50.000 binh sĩ sau gần 2 năm xung đột với Ukraine. Ngoài ra, lực lượng quân sự tư nhân hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine cũng mất 20.000 lính, trong khi 40.000 thành viên khác bị thương. Với tính toán này, phía Nga cũng mất khoảng 70.000 quân cùng với 220.000 đến 280.000 người bị thương. Cả Nga và Ukraine đều không công bố con số tổn thất chính thức, khiến có rất nhiều đồn đoán về thương vong của mỗi bên. Quân đội Mỹ đã chặn một khinh khí cầu nhỏ xuất hiện trên bầu trời bang Utah. Theo một quan chức Mỹ giấu tên, vụ đánh chặn được thực hiện vào ngày 23 tháng 2. Khinh khí cầu được đánh giá không thể tự điều khiển khi di chuyển ở độ cao từ 13.100 đến 13.700m. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vật thể không được tiết lộ thêm. Vào tháng 2 năm 2023, một tiêm kích của Mỹ hoạt động ở ngoài khơi bang Nam Carolina đã bắn hạ vật thể mà Lầu Năm Góc cho là khinh khí cầu của Trung Quốc, có khả năng thu thập thông tin tình báo về Mỹ. Giới chức Mỹ cho hay khinh khí cầu Trung Quốc có thể tự điều khiển. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phủ nhận và khẳng định khinh khí cầu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khí tượng và khoa học nhưng vô tình bay lạc vào không phận Mỹ. Sự việc đã đẩy mối quan hệ giữa hai nước càng trở nên căng thẳng. Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines bày tỏ quan điểm sau sự kiện. Chúng ta vẫn chưa có câu trả lời từ khinh khí cầu do thám Trung Quốc và bây giờ chúng ta có một khinh khí cầu khác đang bay khắp đất nước. Ông Joe Biden hoàn toàn có trách nhiệm giải trình với đất nước. Khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đạt mốc tròn 2 năm kể từ thời điểm ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến 24 tháng 2 năm 2024, vấn đề viện trợ cho Ukraine lại nổi lên là tâm điểm chú ý của truyền thông Mỹ. Trong 2 năm qua, việc Mỹ thu được lợi nhuận khổng lồ từ cuộc xung đột này là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Suốt thời gian qua, Mỹ đã nuôi dưỡng các doanh nghiệp công nghiệp quân sự của mình bằng cách liên tục thúc đẩy cuộc xung đột ở Ukraine. Cuộc khủng hoảng đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ các đơn đặt hàng vũ khí và đạn dược trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.
bao gồm cả việc Lầu Năm Góc trực tiếp mua vật tư quân sự để viện trợ cho Ukraine và các nước châu Âu mua hàng từ Mỹ để lấp đầy khoảng trống trong kho vũ khí của riêng họ, vốn đã bị rút bớt để hỗ trợ Ukraine. Số liệu thống kê cho thấy trong số hơn 80 tỷ đô la Mỹ, các thỏa thuận bán vũ khí lớn của Mỹ trong năm tài chính 2023, khoảng 50 tỷ đô la Mỹ đạn dược đã được chuyển giao cho các đồng minh châu Âu, gấp hơn 5 lần mức bình thường trong lịch sử về quy mô giao dịch. Theo dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, giá trị sản lượng của ngành công nghiệp quốc phòng và vũ trụ Mỹ đã tăng 17,5% kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2022. Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức Nhà Trắng cho biết, trong gói chi tiêu khẩn cấp 95 tỷ đô la Mỹ đã được dành để viện trợ cho Ukraine, 64% sẽ quay trở lại ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Cuộc khủng hoảng Ukraine không chỉ mang lại lợi nhuận cho các nhà thầu quốc phòng Mỹ mà còn mang lợi nhuận cao cho ngành năng lượng của nước này. Theo báo cáo, sự gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt của Nga đã dẫn đến giá năng lượng tăng mạnh và lạm phát ở châu Âu, đồng thời thúc đẩy nhu cầu của họ đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng, gọi tắt là LNG của Mỹ. Mỹ đã trở thành nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới vào năm ngoái và xuất khẩu LNG của họ được dự đoán sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2030, với khoảng 2/3 sản lượng hướng tới châu Âu. Alex Manton, giám đốc nghiên cứu khí đốt và LNG toàn cầu tại Rapid Energy Group, công ty tư vấn năng lượng của Mỹ cho biết, 5 dự án LNG mới đang được xây dựng ở Mỹ với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đô la Mỹ. Hầu hết được bắt đầu xây dựng sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, và những thỏa thuận quy mô lớn này đã mang lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế Mỹ. Đối với các chính trị gia Washington trong mùa bầu cử, tính kinh tế của viện trợ cho Ukraine cũng trở thành con bài để họ kiếm lợi ích chính trị cá nhân. Các quan chức chính quyền Biden nói rằng số tiền viện trợ dành cho Ukraine thực chất đang góp phần xây dựng lại căn cứ công nghiệp quốc phòng của Mỹ, khởi động và mở rộng dây chuyền sản xuất đạn dược, đồng thời hỗ trợ việc làm cho 40 bang của nước này. Theo báo cáo do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố vào ngày 15 tháng 1, Pennsylvania và Arizona, mỗi bang sẽ nhận được hơn 2 tỷ đô la Mỹ tiền tài trợ, trong khi Michigan, Wisconsin và North Carolina sẽ nhận được khoảng 500 triệu đô la Mỹ tiền tài trợ. Đây đều là những bang xung đột quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Truyền thông Mỹ cho rằng Nhà Trắng hy vọng sẽ thu được những lợi ích chính trị bằng cách tác động đến cử tri ở những bang này. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine diễn ra đã 2 năm với hàng loạt những diễn biến phức tạp và kết cục của cuộc xung đột hiện vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga khởi động chiến dịch quân sự ở Ukraine bằng các mũi tấn công từ nhiều hướng. Kể từ đó tới nay, cuộc chiến khốc liệt đã khiến hai bên chịu nhiều thiệt hại về người và của sau những trận giao tranh nảy lửa, tạo nên những bước ngoặt trên chiến trường. 2 năm qua, trong cuộc chiến mà Nga có ưu thế áp đảo về mặt nguồn lực, kịch bản chiến thắng nhanh chóng đã không xảy ra vì Ukraine có sự hỗ trợ từ khối phương Tây. Chính điều này đã tạo ra nhiều biến số quan trọng trong 2 năm giữa Nga và Ukraine xung đột, hao người tốn của. Số liệu chính thức về thường dân thiệt mạng kể từ khi nổ ra cuộc chiến ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 được cho là không đáng tin cậy vì không có con số nào được kiểm chứng độc lập do thiếu khả năng tiếp cận các vùng lãnh thổ Ukraine hiện do Nga nắm quyền kiểm soát. Hồi tháng 6 năm 2023, chính quyền Ukraine cho biết ghi nhận 10.368 thi thể thường dân thiệt mạng. Ông Oleg Gavrik, trợ lý hàng đầu của chính văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, điều chúng tôi nghĩ có khả năng xảy ra nhất là con số thực tế còn cao hơn gấp 5 lần, khoảng 50.000 người thương vong. Văn phòng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng cho rằng con số thực tế cao hơn đáng kể so với khoảng 10.000 thường dân mà cơ quan này xác nhận đã thiệt mạng. Chính quyền Ukraine tin rằng chỉ riêng cuộc chiến ở cảng Mariupol ở phía nam từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2022 đã khiến ít nhất 25.000 người thiệt mạng. Cảng này hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Cũng theo trang tin 7x7 của Nga, chưa bao giờ có thống kê thiệt hại nào được thiết lập cho các thị trấn gần như bị san bằng như Bakhmut. Bên kia biên giới Nga, gần Bakhmut, ít nhất 145 thường dân đã thiệt mạng. Cả Ukraine và Nga đều giữ kín những tổn thất quân sự của mình, trong khi thường xuyên tuyên bố đã gây tổn thất nặng nề cho nhau mà không đưa ra bằng chứng cụ thể. Trong thống kê mới nhất của hãng tin BBC và Media Journal ngày 21 tháng 2 vừa qua, đã có khoảng 45.000 binh sĩ Nga thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi chiến sự bùng nổ. Nó bao gồm tên của những binh sĩ được xác định công khai trong dữ liệu nguồn mở, chủ yếu là cáo phó và cảnh báo. Con số thực tế có thể cao gấp đôi. Giới chức Mỹ hồi tháng 8 năm 2023 cũng đưa ra con số tổn thất quân sự của Ukraine có thể lên tới 70.000 người thiệt mạng và 100.000 đến 120.000 người bị thương. Về phía Nga, giới chức Mỹ ước tính có 120.000 người tử vong và 170.000 đến 180.000 người bị thương. Hay theo thống kê của Anh, trong văn bản trả lời câu hỏi của Quốc hội ngày 29 tháng 1, Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Anh James Hippie công bố con số thiệt hại của Nga lên tới hơn 350.000 người tử vong và bị thương. Ước tính của quân đội Ukraine ngày 20 tháng 2 cũng cho thấy Ukraine đã tấn công khiến hơn 405.000 quân Nga thương vong kể từ khi chiến sự bùng nổ. Trong khi đó, vào tháng 12 năm 2023,
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết 383.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương trong các cuộc tấn công của quân đội Nga. Nhìn lại cuộc chiến kéo dài 2 năm qua, có thể thấy trong năm 2023, Nga đã thể hiện được khả năng phòng thủ hiệu quả, ngăn chặn được đà tiến của đối thủ bằng những phòng tuyến chiến hào kiên cố. Nga đã áp đảo đối phương bằng tiềm lực vũ khí mạnh mẽ, tạo ra thuận lợi trên tiền tuyến trong vài tháng qua, kể từ khi Ukraine phải tiêu hao năng lực quân sự trong cuộc phản công bất thành trước đó. 2 năm từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine, giao tranh dọc chiến tuyến hơn 1.000 km chưa một ngày ngơi nghỉ. Tuy vậy, mọi nỗ lực hòa giải các bên chưa mang lại kết quả. Khi Ukraine đặt trọn hy vọng vào sự hậu thuẫn của phương Tây, còn Nga quyết tâm phá thế bế tắc trên chiến trường và vượt sức ép trừng phạt. Ngày 24 tháng 2 năm 2024, đánh dấu mốc 2 năm ngày xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Cuộc xung đột đã khiến hàng trăm nghìn người của cả hai bên tham chiến thiệt mạng, thiết lập những tiêu chuẩn mới trong cách thức tiến hành chiến tranh hiện đại cũng như những triển vọng hòa bình trong tương lai. Với việc cả hai bên tham chiến đều quyết tâm đạt được mục tiêu chiến thắng, giống như cách đây một năm cho thấy chiến tranh sẽ không sớm kết thúc. Chiến sự năm 2024 được dự báo sẽ diễn ra như thế nào? Sau năm 2023, đặc biệt là sau khi phản công thất bại, Ukraine đã áp dụng chiến lược phòng thủ tích cực cho năm 2024 nhằm tận dụng lợi thế vốn có của phòng thủ, đó là ít tốn nhân lực và vật chất hơn so với tấn công. Điều này sẽ giúp lực lượng vũ trang Ukraine có điều kiện để tái thiết, trang bị lại, huấn luyện lại và chuẩn bị cho các hoạt động tấn công quy mô lớn vào năm 2025 nhằm giải phóng các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát. Theo các chuyên gia, phần tích cực của chiến lược này đòi hỏi một chiến dịch tấn công tầm xa, mạnh mẽ, nhắm vào bên trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ bị Moscow chiếm đóng, trong khi duy trì các hoạt động tấn công hạn chế ở mặt trận để trói chân các lực lượng Nga. Trong tuyên bố mục tiêu quân sự của Tổng thống Ukraine Zelensky, nhà lãnh đạo Ukraine đã chia sẻ những ưu tiên hàng đầu của quân đội nước này trong năm 2024, đồng thời nhấn mạnh việc cô lập Crimea là cực kỳ quan trọng. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhắc lại mục tiêu đầy tham vọng của mình là khôi phục Ukraine về đường biên giới năm 1991, nhưng không đưa ra bất kỳ lời hứa nào hoặc đặt ra các mốc thời gian cụ thể nào để tránh làm tăng kỳ vọng của công chúng và những bên ủng hộ phương Tây. Về phần mình, Nga cũng đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Các nhà máy quốc phòng của Nga đang tăng sản lượng. Quân đội Nga đã điều chỉnh và kết hợp các công nghệ cũng như phát triển biện pháp đối phó mới để tước bỏ những lợi thế quan trọng trên chiến trường của Ukraine. Theo nhà phân tích Rafael Cohen, vào năm 2024, Ukraine phải đối mặt với nhiều thách thức. Về mặt quân sự, các phòng tuyến phần lớn đã bị trì trệ và đang nghiêng về phía Nga. Về mặt chính trị, phương Tây và đặc biệt là Mỹ đang phải vật lộn để tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự. Ukraine không thể xoay chuyển tình thế nếu không có thêm viện trợ quân sự của phương Tây. Nhưng Ukraine sẽ gặp khó khăn để có thêm viện trợ, trừ khi có thể chứng minh cho những người hoài nghi, đặc biệt là ở Mỹ, rằng họ có thể giành chiến thắng trên chiến trường. Ngoài ra, theo ông Cohen, tình hình chiến sự cũng sẽ phụ thuộc một chút vào cuộc bầu cử ở Mỹ. Trong khi đó, nhà phân tích Ahmed Black cho rằng, việc cả hai tham chiến cố gắng bên bổ sung nhân lực và trang thiết bị quân sự bị mất trong các cuộc phản công khác nhau trong 12 tháng qua cho thấy rằng năm 2024 có thể là một năm hai bên củng cố lực lượng, tiếp tục theo đuổi chiến tranh tiêu hao và chuẩn bị cho các hành động tấn công mới vào cuối năm 2024, hoặc có lẽ là năm 2025. Theo các nhà phân tích, có rất ít triển vọng đàm phán để chấm dứt chiến tranh năm 2024, cũng như không bên nào có thể đạt được chiến thắng quyết định. Điện Kremlin đã nói rõ rằng họ không quan tâm đến các cuộc đàm phán không dẫn đến việc Ukraine đầu hàng, bao gồm cả việc mất vĩnh viễn 4 vùng lãnh thổ bị Nga sáp nhập vào năm 2022. Mục tiêu đã nêu của Nga vẫn là phi phát xít hóa và phi quân sự hóa Ukraine. Tuy nhiên, không có nhà lãnh đạo Ukraine nào đồng ý với những điều khoản như vậy. Các nhà phân tích cho rằng ông Putin đang chờ đợi kết quả bầu cử Mỹ năm nay và hy vọng Tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ ngừng ủng hộ Ukraine và quay trở lại hoạt động kinh doanh bình thường của Nga. Trong trường hợp đó, khả năng tồn tại của Ukraine như một quốc gia độc lập, có chủ quyền sẽ trở nên bấp bênh, đồng thời có thể tác động dây chuyền đến an ninh của châu Âu và hơn thế nữa. Theo đó, nhà báo Matthew Kanishnik đưa ra nhận định, trái với nhiều dự đoán trước đó, kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra không thực sự có tầm quan trọng quá lớn đối với sự tồn tại của Liên minh quân sự NATO. Ở giai đoạn này, việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hay không rất ít quan trọng, bởi cuối cùng thì châu Âu vẫn bị bỏ lại một mình. Câu hỏi duy nhất mà kết quả bỏ phiếu sẽ trả lời, đó là NATO tan rã nhanh đến mức nào? Nhà báo Kanishnik đặt ra câu hỏi. Tổng thống Joe Biden chắc chắn sẽ phản đối luận điểm này khi cho rằng sự tồn tại của NATO sẽ không bị đe dọa nếu ông ta tiếp tục giành chiến thắng. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu? Chuyên gia Kanishnik nhớ lại khẩu hiệu tranh cử nổi tiếng của ông Trump làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại có thể được những ứng viên khác của Đảng Cộng hòa tiếp bước. Do vậy, đây là rủi ro mà châu Âu không thể bỏ qua. Với những sự kiện diễn ra ở châu Âu trong thời gian qua, nhiều nước đang cảm thấy lo ngại về sự sụp đổ của NATO nếu ông Donald Trump thắng cử.
Bởi vậy, lãnh đạo của các quốc gia hàng đầu EU đã bắt đầu tính toán hậu quả có thể xảy ra. Điển hình như Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trong cuộc gặp với người đồng cấp Đức Olaf Scholz đã khẳng định rằng Liên minh châu Âu sẽ chỉ được coi trọng nếu EU trở thành một thế lực quân sự nghiêm túc. Khả năng châu Âu thành lập quân đội chung, độc lập với NATO đang được tính đến, nhất là sau những cuộc bỏ phiếu nhằm phân bổ viện trợ cho Ukraine gần đây chưa được các chính trị gia tại Washington thông qua. Ông Donald Tusk nhận xét, những gì diễn ra vô cùng đáng kinh ngạc. Chỉ vài năm trước, không ai có thể nghĩ rằng Ba Lan và Đức sẽ hợp tác chặt chẽ, kể cả về mặt quân sự để bảo vệ Ukraine. Không chỉ có vậy, Thủ tướng Ba Lan đã đưa ra một nhận xét tương tự trong cuộc trò chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Nhiều chuyên gia và các nhà phân tích quốc tế cho rằng Pháp, Đức và Ba Lan đang cố gắng hồi sinh cái gọi là tam giác Weimar. Ý tưởng nói trên đã được nêu ra trong cuộc gặp của Ngoại trưởng ba nước diễn ra vào ngày 12 tháng 4 năm 2024 ở Paris. Tại hội nghị với quy mô hẹp này, các bộ trưởng ngoại giao Ba Lan, Đức và Pháp đã cố gắng vạch ra định hướng chính sách chung mà Liên minh châu Âu cần phải thực hiện nếu ông Trump tái đắc cử tại Mỹ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan, ông Radoslaw Sikorski nhấn mạnh, Nga không được phép giành chiến thắng trong cuộc chiến này, chúng ta phải thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Ukraine. Ngoại trưởng Pháp Stéphanie Sejonet nối tiếp quan ngại của ông Sikorski. Mỗi phút đều có giá trị, người dân châu Âu cần sẵn sàng đương đầu cú sốc với kịch bản mà ông Donald Trump thắng cử. Để kết luận, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết sự hợp tác giữa Đức, Pháp và Ba Lan chưa bao giờ quan trọng đến thế kể từ khi tam giác Weimar ra đời. Năm 2023, chỉ có 11 trên 31 quốc gia thành viên NATO đạt chỉ tiêu đầu tư 2% GDP cho quốc phòng. Con số này nhiều khả năng sẽ tăng lên thành 20 nước trong năm 2024. Hiện trong số những nước chưa đạt chỉ tiêu, có Pháp 1,9%, Đức 1,57%, Bỉ 1,15%. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đưa ra dự báo về khả năng này, nhưng chưa có gì đảm bảo chắc chắn sẽ thành hiện thực trong bối cảnh các nước chi trệ đóng góp ngân sách còn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế. Nhưng thực tế, số quốc gia thành viên NATO đáp ứng được cam kết đóng góp 2% GDP cho quốc phòng đã tăng so với thời điểm năm 2014, khi chỉ có 3 nước đáp ứng được mục tiêu quốc phòng của Liên minh. Ông Stoltenberg cho biết, NATO sẽ đầu tư tổng cộng 380 tỷ đô la Mỹ cho hoạt động quân sự trong năm nay, tương đương 2% tổng GDP của khối và tăng 0,15 so với năm 2023. Bộ Quốc phòng Đức thông báo, Berlin sẽ phân bổ 71,8 tỷ euro, tương đương 76,8 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách quốc phòng trong năm 2024, qua đó đáp ứng mục tiêu 2% GDP mà NATO đề ra. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu xác nhận Paris sẽ là một trong các thành viên NATO đạt được mục tiêu này trong năm nay. Những thông tin trên được công bố trong bối cảnh những dự báo về khả năng ông Trump sẽ quay trở lại Nhà Trắng gia tăng. Ông Trump cách đây ít ngày tiết lộ nội dung cuộc đối thoại với lãnh đạo một quốc gia lớn tại hội nghị của NATO khi ông còn đang tại chức. Trong đó, ông nói sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì mà họ muốn với thành viên NATO không đóng góp đủ ngân sách khi còn tại chức. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích các nước NATO thiếu trách nhiệm trong việc đóng góp đủ tiền. Ông cũng nhiều lần cảnh báo Mỹ sẽ không bảo vệ các đồng minh theo Điều 5 của NATO nếu họ không đáp ứng mục tiêu chi tối thiểu 2% GDP cho quốc phòng. Theo Điều 5 của NATO, bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên của khối cũng được coi là đòn tấn công nhằm vào cả Liên minh và NATO sẽ phối hợp đáp trả. Ông Trump còn dọa rút Mỹ khỏi Liên minh, cho rằng tổ chức này đã lỗi thời và làm tiêu tốn quá nhiều tài nguyên của Washington. Trung tướng về hưu Keith Kellogg, tránh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Trump và hiện là cố vấn chính sách của ông Trump, còn đề xuất một hệ thống phân cấp cho NATO nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Theo đó, một số quốc gia thành viên của NATO sẽ được hưởng mức độ bảo vệ cao hơn nếu tuân thủ tốt các quy định của khối, còn các nước chi dưới 2% GDP cho quốc phòng sẽ không được hưởng chính sách phòng thủ tập thể của Liên minh. Không rõ NATO lo ngại những lời đe dọa của ông Trump tới mức nào, nhưng theo nhà lãnh đạo NATO, việc các nước châu Âu cam kết tăng chi tiêu quốc phòng là bằng chứng cho thấy họ đã lắng nghe các thông điệp chỉ trích. Bình luận về phát biểu đe dọa của ông Trump, ông Stoltenberg nói Mỹ nhận thức rõ tầm quan trọng của NATO đối với an ninh của Washington. Ông nhấn mạnh Mỹ chưa bao giờ phải hành động một mình khi xảy ra chiến tranh và bất kỳ ý tưởng nào về việc các đồng minh không bảo vệ lẫn nhau sẽ làm suy yếu toàn bộ an ninh của cả khối, trong đó có cả Mỹ. Theo giới phân tích, châu Âu đã quá tự tin khi cho rằng ổn định đã được tái lập sau nhiều thập niên hòa bình và ưu tiên phát triển kinh tế mà lơ là quốc phòng.
Nhưng kể từ khi cuộc chiến Ukraine bùng nổ hồi tháng 2 năm 2022, châu Âu mới thấm thía việc bị phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ về mặt quốc phòng cũng như bảo đảm an ninh. Trả lời đài truyền hình Pháp BFMTV mới đây, tướng Pháp Jérôme Pélissandi cho biết là cường quốc lớn nhất thế giới, Mỹ chiếm gần nửa năng lực quân sự của NATO và nằm trong số những nước đóng góp nhiều nhất cho hoạt động của NATO. Ngoài ra, Mỹ còn có khả năng phân tích và tình báo mà các nước đồng minh không thể thay thế. Mỹ chính là tai mắt của châu Âu. Lời cảnh báo của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump buộc các nước châu Âu phải hình dung ra một tương lai có thể không còn lá chắn Mỹ. Trong khi đó, tham vọng tự chủ chiến lược châu Âu do Pháp khởi xướng vẫn đang rất khó khăn để biến thành hiện thực. Một trong những động thái cho thấy sự thức tỉnh của châu Âu đó là Pháp và Đức đã gia tăng đáng kể ngân sách quốc phòng khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Thụy Điển đã tái khởi động nghĩa vụ quân sự, Ba Lan đầu tư 3,9% GDP cho quốc phòng. Trả lời kênh truyền hình Quốc hội Pháp Public Sénat, tướng Pháp Dominique Trinquan lưu ý rằng ba phần tư các nước châu Âu thành viên của NATO không muốn Mỹ rút khỏi khối, tuy nhiên cần phải tái vũ trang, cơ cấu lại và chuẩn bị để châu Âu trở thành trụ cột của NATO. Châu Âu cần phải tự chủ quốc phòng nhưng cần phải phát triển trong khuôn khổ của NATO. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn nút subscribe kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.